con chả biết Trần Ngọc Quang à, cái clip thứ nhất con chỉ nói nhẹ bác thôi cha, cái nã của bác nó không ra, còn bây giờ là càng bác càng làm khùng làm điên quá, nên clip thứ hai phải nói bác. Tất cả đồng bào miền Trung họ đang bị hai cái thảm họa lớn đổ xuống họ, như là thảm họa thứ nhất là do Formosa đây ra, còn cái thứ hai là do bão đổ về như mùa biển nhấn chìm tất cả nhà cửa hoa màu gia súc của họ ra. Tất cả mọi người dân Việt Nam họ đều hú để giúp đỡ nhân dân miền Trung, trong đó có anh Văn Anh, anh đã xuống dưới và anh đã giúp và kêu gọi mọi người giúp đỡ nhân dân miền Trung vượt qua cái cơn bão lũ và cái Formosa gây ra. Khi anh đã có tiếng nói mình lên đã góp về 16 tỷ cho nhân dân, cho tất cả những đồng bào miền Trung, đó là việc làm tốt. Vậy mà bác lên bác nói này nọ anh Phan Anh là sao, cái đó là việc tốt thì bác phải nên biết và phải nên câm cái họng lại, còn việc làm sai thì hãy lên tiếng, cái đó người ta mới là biểu dương bác. Giống như bây giờ việc làm sai như vậy nè, bác lên tiếng vụ mẹ nắm bị bắt giam trái phép do khởi kiện Formosa, tại vì cái Formosa nó làm ảnh hưởng đến đời sống cũng như là sức khỏe cũng như là kinh tế của Việt Nam, và mẹ nắm đã yêu cầu kiện Formosa ra và bị bắt giam giữ trái phép. Bác lên nói việc đó vì việc đó là việc làm sai. Còn việc thứ hai là chuyện ăn chặn tiền từ thiện và cướp tiền từ thiện, sao bác không nói? Đó là những việc làm sai bác không nói. Việc làm tốt bác lên án là sao? Bác giống khùng, bác điên quá, bất xúc con nói bác vậy đó. Bác câm họng lại đi để sau này chết người ta còn thương, hiểu không bác? Mốt ví dụ mà nhà bác có bị lục á, ta còn lên tiếng người ta góp nguyên góp để giúp cho gia đình bác, đừng có thấy việc làm tốt rồi đó là bác lên bác nói này nói nọ bất xúc nói vậy thôi. Không có chúc mọi người một buổi khuya thật là vui vẻ nhé. Ô la la.